đội tỷ phú. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta dành giây phút để làm quen với hai đội. Chào đội chủ phá bàn, xin mời các bạn hãy làm quen với khán giả. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên Lâm Thị Hoàng Trúc, hiện đang công tác tại phòng giao dịch số 4 Vietcombank Hồ Chí Minh. Tôi là đội trưởng của đội, sau đây là thành viên thứ hai. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Lâm Quang Triết. Sở thích của tôi là chơi thể thao, nghe nhạc và xem game show. Đây là thành viên thứ ba của đội. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Thị Bích Phương, hiện cũng đang công tác tại phòng giao dịch số 4 của Vietcombank Hồ Chí Minh và đây là thành viên cuối cùng của đội. Xin kính chào quý vị khán giả, xin kính chào anh Tạm Tâm. Tôi tên là Phạm Ngọc Vương, cũng đang công tác tại phòng giao dịch số 4 Ngân hàng Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn. Chiến thắng vàng, vững vàng, chiến thắng. Chúc các bạn ghi được thật nhiều điểm trong trò chơi hôm nay và chúng ta sẽ làm quen với đội tỷ phú. Các bạn. Chào anh Tâm. Xin mời các bạn. Sau đây nhóm chúng em xin được giới thiệu tên từng thành viên của nhóm qua một bài vè. Hai ba. Nghe vẻ tỷ phú. Mình tên là Tú, ú nhất nhà. Tiếp đến Nguyệt Gà, đẹp trai phong độ. Còn đây là Độ, tay trùng tên Trâm, có thường quyết tâm, xông lên chiến thắng. Một chàng làm chẳng nên non, thêm ba nàng nữa, quyết giành giải cao. Nếu lỡ thất bại thì sao? Không sao, chung sức là chính, vui tính là mười, quan trọng là tất cả cùng cười. Chúc mọi người vui. Cảm ơn các bạn, hy vọng là chúng ta sẽ có một cái game show rất là vui, rất như các bạn vừa nói, nghĩa là cười rất là vui. Và các bạn đừng quên rằng giá trị mỗi điểm thưởng của chương trình chúng ta là 10.000 đồng. Vì vậy hai đội chìa khóa vàng và tỷ phú muốn có vàng nhiều hơn nữa và nhiều tỷ hơn nữa, nhiều hơn khoảng chừng vài triệu thôi, thì các bạn cố gắng ghi được thật nhiều điểm. Sau đây là vòng thứ nhất, xin được phép bắt đầu, mời hai đội trưởng. Bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn. Ở vòng 1 có 2 câu hỏi và đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người, có 8 đáp án đặt trên bảng. Đó là 8 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng giành lấy quyền của tiên cho đội mình bằng cách nhấn chuông nhanh sau khi ta đọc xong câu hỏi và trả lời nghe. Hai bạn thử bất chợt kể tên một loại lương thực thực phẩm thường có trong nhà. Gạo. Bánh mì. Mời hai bạn trở về vị trí. Dạ, theo em thì loại lương thực thực phẩm gì mà thường có trong nhà bạn? Dạ, trong nhà em thường có nếp. Nếp? Dạ. À, nhà bạn dùng nếp để nấu chè? Nấu xôi. Dạ. À, nếp. Nghĩ là muối. Một loại lương thực thực phẩm thường có trong nhà bạn? Muối. Muối. Bất chờ bà hãy cho mọi người biết là một loại lương thực thực phẩm thường có trong nhà bạn. Em chọn là mì gói. Mì gói. Mì gói. Bạn hãy cho mọi người biết là một loại lương thực thực phẩm thường có trong nhà bạn đó là gì? Em nghĩ là thịt. Nhà bạn thích ăn thịt gì? Dạ, thường thì thịt heo. Thịt heo. Đủ thứ thịt. Chỉ thịt heo thôi hay thịt heo? Dạ, nhưng mà đáp án của em là thịt nói chung á. Vậy chắc ăn phải không? Thịt. Thịt gì cũng đúng rồi bạn. Dạ, thịt rồi thì em nghĩ là cá. Cá. Cái gì đó bạn? Em nghĩ là rau sống. Rau. Rau. Một loại lương thực thực phẩm thường có trong nhà bạn. Rau. Và em chọn là trứng. Trứng. Cái câu này rất là đơn giản đối với mọi người phải không? Chúng ta cứ liệt kê tất cả những thứ mà chúng ta ăn hàng ngày thì có lẽ là đúng với các đáp án trên bảng. Mời đội trưởng. Dạ, em nghĩ là ăn thì phải có uống, cho nên em chọn sữa. Sữa. Một loại lương thực thực phẩm thường có trong nhà bạn. Dạ, những cái thứ em nghĩ ra thì hầu hết đã có. Còn một đáp án gì vậy?
Em nghĩ thỉnh chắc thoảng, là còn nhiều thứ lắm, dạ, nhưng mà còn một năm đói quá em vẫn hay dùng đồ hộp mà. Đồ hộp? Dạ, đồ hộp. Đồ hộp. Xin mời chị Pháp à. Pháp à, chuẩn bị cho mình sẵn một đáp án gì nhất để chị biết chưa? Ý kiến của bạn là gì? Theo em nghĩ là đó là bánh tráng. Bạn nghĩ là bánh tráng, của bạn nghĩ là gì? Em đáp án của em là đổi kia trả lời đồ hộp. Bạn? Nghĩ là tôm khô. Tôm khô. Tôm khô. Tôm khô. Đồ trưởng? Nghĩ là lạp xưởng. Lạp xưởng. Các bạn vừa hội ý để chọn ra một đáp án để ghi điểm, đó là đáp án gì? Đồ An quyết định chọn đáp án là lạp xưởng. Đồ trưởng đi, nó đúng rồi. Lạp xưởng. Thành ớt mới tới điểm không về đội tỷ phú. Không phải lạp xưởng, có phải là tôm khô như bạn đoán không nhé? Đáp án thứ 7. Sau đây là câu hỏi thứ hai của vòng 1, xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc mời bạn. Câu hỏi này có 7 đáp án, đó là 7 ý kiến của nhiều người trong cuộc khảo sát câu hỏi này của chúng tôi. Và xin mời hai bạn. Bất chợt hãy kể tên một môn thi đấu có dùng trái bóng trong các kỳ thi Olympic. Bóng chày. Bóng chày. Câu trả lời là bóng đá. Bóng đá. Mời các bạn trở về vị trí. Bạn thấy cho mọi người biết là bất chợt bạn chỉ ghi đến cái môn thể thao nào có dùng trái bóng trong các kỳ Olympic mùa hè? Dạ, bóng chuyền ạ. Bóng chuyền. Bóng gì các bạn? Cái ý kiến em đó là bóng rổ. Một bóng rổ. Và môn bóng bàn. Môn bóng bàn. Đó, cho mọi người biết một môn thi đấu có dùng trái bóng trong các kỳ thế vận hội Olympic mùa hè. Em nghĩ là bóng đá trong nhà. Bóng đá trong nhà. Một bóng đá trong nhà. Dạ, tennis à. Tennis. Bạn cố gắng lên nhé, còn hai đáp án nữa, xin mời bạn Ngọc Vương. Thêm đó là bóng nước. Một bóng nước. Đó chứ. Còn một đáp án nữa, bạn cố gắng ghi toàn bộ số điểm của câu hỏi này bằng một môn thể thao có dùng trái bóng trong các kỳ Thế vận hội Olympic mùa hè. Mọi người đang chờ bạn. Nhìn lên nào. Bạn có quyền trả lời và xin mời đội tỷ phú hội ý. Mời bạn Quang Triết. Bóng ném. Bóng ném. Bóng ném. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng bạn. Bạn đã ghi được 94 điểm trong câu hỏi này. Và như vậy sau vòng thứ nhất, đội tỷ phú ghi được 88 điểm. Tạm dẫn trước là chìa khóa vàng 94 điểm. Xin mời quý vị theo dõi vòng thứ hai của trò chơi chung sức. Thành viên thứ ba của hai đội bắt đầu, xin mời. Hai bạn bắt tay nhau nào. Chúc hai bạn may mắn. Ở vòng này thì chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 8 câu trả lời của nhiều người đã được chọn làm đáp án. Số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng nhé. Hai bạn hãy kể tên một loại thực vật có thể sống ở dưới nước. Mời bạn. Dạ rong ạ. Rong. Chưa bạn, mời bạn. Còn hai đáp án có số điểm cao hơn. Dạ, hãy đợi cho đội tỷ phú đã. Em nghĩ là táo. Táo à? Táo. Rong có nhiều điểm hơn. Xin mời hai bạn trở về vị trí. Bạn Ngọc Vương hãy cho mọi người biết một loại thực vật sống dưới nước. Theo em đó là hoa sen. Hoa sen. Trong đặc gì đẹp bằng sen. Rồi bây giờ có gì nữa bạn? Theo em nghĩ đó là lục bình. Lục bình. Một loại thực vật sống ở dưới nước. Chỉ cần chịu khó quan sát một tí là bạn có thể liệt kê ra được rất nhiều loại. Em nghĩ đó là lúa.
Lúa. Ý bạn nói là lúa. Và lúa thì chúng ta cũng thấy là có loại lúa nước, nó sống được dưới nước. Nhưng mà trên bản đáp án này có người đồng ý với bạn hay không, đó là vấn đề. Lúa. Mời bạn Bích Phương. Dạ, rau muống ạ. Rau muống. Rau muống có. Mời bạn Bích Phương. Dạ, có hoa. Nói chung còn sống dưới nước. Dạ, đã có hoa sen rồi thì phải có hoa súng chưa? Hoa sen thì phải có hoa súng. Đó là logic của bạn, và logic của cái bản là như thế nào nào? Súng. Chính xác. Chúc mừng bạn. Đối chiếc. Một loại thứ bất sống ở dưới nước, có thể sống ở dưới nước. Em nghĩ đó là bèo. Đó là bèo. Để chịu có vàng hay quá. Và còn một đáp án nữa. Xin mời bạn Quang Triết. Xin mời tổ tỷ phú hội ý. Bạn Bích Phương cố gắng đáp cho trúng chơi. Được ghi điểm đó bạn. Theo em là rau cần ạ. Rau cần. Dạ. Rau cần sống dưới nước. Dạ. Bạn nghe cái tên rau cần nước đó, dạ, bạn có như thế không? Dạ. Rau cần. Đúng rồi, đội tuyển quốc. Các bạn vừa nói gì đấy? Dạ, tụi em vừa bàn đáp án. Bàn đáp án, đã bàn xong chưa? Dạ, vừa kịp xong. Vừa kịp xong, bạn sẵn sàng trả lời chứ? Ý kiến riêng của bạn là gì? Em nghĩ đó là dừa nước. Dừa nước, còn bạn? Em cũng nghĩ là dừa nước. Bạn? Dạ, em cũng vậy, em cũng nghĩ là dừa nước ạ. À. Em nghĩ là cây đước. Cây đước. Thế là đáp án của đội là gì? Đáp án của đội chúng em là cây đước. Cây đước. Chúng ta xem với đáp án này, số điểm trên bảng sẽ thuộc về ai? Cây đước. Chúng ta 7 điểm thuộc về đội chìa khóa vàng. Các bạn có mấy đáp án nè? Dạ. Cây đước và cây dừa nước. Chúng ta xem đáp án thứ 8 có phải dừa nước không? Rau nước không phải dừa nước. Các bạn biết cái món này là ăn lẩu là không thể thiếu được, ngon lắm. Yeah. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ 2, đội tỷ phú của chúng ta vẫn giữ 88 điểm cũ. Và chìa khóa vàng có 191 điểm. Sau đây là vòng thứ 3 của trò chơi chung sức. Xin mời thành viên thứ 4 của hai đội. Xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc may mắn. Vòng này có một câu hỏi, và câu hỏi được khảo sát 100 người. Có 6 đáp án ra trên bảng, đó là 6 ý kiến của nhiều người. Số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Và các bạn cũng đừng quên là vòng thi này là vòng thi có số điểm nhân 2. Thông thường bây giờ thì người ta cứ trở trời trở gió một tí, cái không khỏe người tí là người ta dùng thuốc tây. Đa số là dùng thuốc tây, nhưng mà thuốc bắc vẫn là một vị thuốc có hiệu quả. Đầu hai bạn thử kể tên vị thuốc bắc không? Thưa anh, em nghĩ đó là nhân sâm. Nhân sâm. Còn gì đó bạn? Bạn thử tìm một đáp án cao điểm hơn coi. Em nghĩ đó là táo. Táo. Táo 12 điểm, nhưng không chính điểm. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn thỉnh thoảng có sử dụng thuốc bắc không? Dạ, dạ không. Không bao giờ, thì gây go cho bạn. Các bạn cố gắng lục hết cái kiến thức của mình và trí nhớ của mình xem. Bạn nghe nói đến vị thuốc bắc nào là thông dụng? Em nghe nói là... Câu trả lời của em là cam thảo. Cam thảo. Hay quá. Đó là đáp án có số điểm cao nhất mà bạn không rành về thuốc bắc, mà bạn trả lời rất hay. Mời bạn. Dạ, theo em đã có nhân sâm rồi thì chắc là sẽ có tam thất. Tam thất. Dạ. Tam thất. Mời bạn. Dạ, em nghĩ là hạt sen với nhụy sen á. Hạt sen, nhụy sen. Bây giờ hạt hay nhụy? Nói chung là sen, nhị sen. Nói chung là sen. Sen. Với đội chìa khóa vàng hội ý, các bạn hãy nhớ nha. Một
vị thuốc bắc thông dụng, thuốc bắc chứ không phải là thuốc nam, thuốc ta, thuốc bắc. Mời bạn. À, theo ý kiến riêng của em thì đó là nấm linh chi. Linh chi, một vị thuốc bắc thông dụng. Bạn cho là dạ hà thủ ô ạ. Hà thủ ô, còn bạn? Dạ cũng là hà thủ ô ạ. Đối trưởng. Đội chúng em quyết định đáp án tiếp theo đó là hà thủ ô. Đội trưởng quyết định như vậy có phải không các bạn? Dạ. Yeah. Lắp lại lần nữa cho chắc ăn coi. Hà thủ ô. 256 hà thủ ô. Bạn vừa nói là nấm linh chi phải không? Bây giờ chúng ta xem đáp án thứ hai có phải là linh chi không? Đáp án thứ hai không phải là nấm linh chi. 5 và 6. Kết quả sau vòng thứ 3, đội chia khóa vàng 191 điểm và dẫn trước bây giờ là tỷ phú 234 điểm. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức của chúng ta bước sang vòng thứ tư. Đây là vòng quan trọng để chúng ta biết được đội nào giành được quyền bước vào vòng đặc biệt. Vừa rồi đã có một sự thay đổi vị trí và bây giờ mong rằng sẽ có một sự thay đổi tiếp tục để trò chơi chúng ta thêm phần hấp dẫn. Xin mời hai đội trưởng một lần nữa. Ai cũng nghĩ xong rồi, nghe câu hỏi, chỉ có một câu hỏi. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người, có 6 đáp án đang trên bảng, đó là 6 ý kiến của nhiều người. Và như các bạn biết, số điểm của mỗi đáp án bao giờ cũng vẫn chính là số người đồng tình với nó. Nhưng vòng này thì có số điểm nhân 3. Cố gắng lên nha, chìa khóa vàng, đảo ngược tình thế. Và các bạn nếu mà giành được số điểm này thì các bạn biết đó, có thể đạt tới 300 điểm. Ngoài bột mì ra, bạn hãy kể tên một loại bột thường dùng để chế biến thức ăn ngoài. Mời bạn. Thưa anh, đó là gạo tẻ, bột gạo tẻ. Bột gạo tẻ, bột gạo tẻ. Thưa anh, đó là bột nếp. Bột nếp. Bột gạo tẻ có điểm cao hơn. Xin mời hai bạn trở về vị trí. Mời bạn. Em nghĩ là bột ngô. Bột ngô. Em nghĩ là bột bán. Bột bán. Một loại bột để thường dùng để chế biến thức ăn hoặc thức uống. Thứ bột mì ra đó là bột gì bạn? Theo em đó là bột năng. Bột năng. Đối trước. Bột sắn dây anh. Bột sắn dây. Và một loại bột đang ở vị trí thứ 6 trên bảng này. Bạn Quang Triết cố gắng lên. Ngoài bột mì ra, bạn hãy cho biết một loại bột có thể dùng để chế biến thức ăn hoặc thức uống. Tôi nghĩ là bột khoai. Bột khoai. Rồi đội tỷ phú hỷ. Bột gì nữa bạn? Cố gắng lên, điểm đang rất cao. Bạn có quyền trả lời và xin mời đội tỷ phú. Có rồi nha. Bạn một tí nữa trả lời nhanh nhé. Mời bạn một trăm, bạn cho mọi người biết đáp án riêng của bạn là gì. Em chọn là bột gạo lứt. Bạn. Em nghĩ là bột gạo lứt. Cô bạn. Em cũng đồng ý là bột gạo lứt. Đội trưởng. Em chọn bột. Các bạn không có ý kiến nào khác. Không. Không có đáp án nào khác. Bởi vì trên bảng chỉ còn có một, cho nên các bạn hay nhé. Tập trung, rất là tập trung, rất là thống nhất. Bây giờ lắp lại một lần nữa để lên tinh thần coi nào. Bởi vì điểm rất cao. Bột gạo lứt. 288 điểm thuộc về đội chia khóa vàng. Và chúng ta xem đáp án còn lại trên bảng là gì mà đội tỷ phú đã để lỡ mất
số điểm rất cao như vậy. Đáp án thứ sáu. Thưa quý vị và các bạn, kết quả đã rõ. Đội chiến thắng, đội giành được quyền bước vào vòng đặc biệt đó là đội chìa khóa vàng, 479 điểm. Chúc mừng các bạn. Chào các bạn. Còn các bạn thì có giải thưởng 2.340.000 đồng, tương đương tương ứng với số điểm 234 điểm của các bạn. Và sau đây thì mỗi người còn một phần quà cho nhà tài trợ Kim Thanh Hương. Xin mời. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Hẹn gặp lại. Các bạn hãy cử hai thành viên để bước vào vòng đặc biệt. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhà vào vòng đặc biệt. Xin mời các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình. Và sau đây là vòng đặc biệt của trò chơi chung sức. Xin mời hai thành viên của đội chìa khóa vàng. Chào hai bạn. Chào. Giải thưởng của vòng này là 10 triệu đồng. Nó sẽ thuộc về đội của các bạn nếu các bạn trả lời 5 câu hỏi này đạt tổng số điểm 200. Bây giờ hai bạn hãy cho mọi người biết ai là người trả lời trước. Em sẽ là người trả lời đầu tiên. Mời bạn vào trong trường đại. Bạn có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi này và bạn hãy cố gắng tận dụng thời gian cho tốt. Tôi đề nghị là khi gặp một câu hỏi khó, một câu hỏi mà bạn chưa tìm ra một đáp án nhanh, bạn cứ nói cho qua, bạn được quyền nói cho qua. Và những câu hỏi đó tôi sẽ đọc lại khi thời gian còn cho phép. Đồng đội của bạn đã chờ bên trong không nghe được những câu hỏi và câu trả lời ngoài này. Mời bạn sẵn sàng nhìn vào phía trước, tập trung trả lời. 20 giây dành cho bạn sẽ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu thứ nhất. Bạn chú ý nha, bạn yên tâm về câu thứ nhất. Chỉ sau khi tôi đọc xong câu thứ nhất, thời gian mới bắt đầu được tính. Cho biết một thứ mà bạn có thể mua ở phi trường trong khi chờ lên máy bay. Dạ, yeah. Đó là kẹo xương gum. Nếu một điểm khác nhau giữa quần vợt và bóng bàn. Đó là cái vợt to hơn. Cái điều gì người ta thường làm để có thể dễ ngủ vào ban đêm? Nghe nhạc. Cho biết một lý do để người ta uống cà phê. Để tỉnh táo. Nếu một việc mà bạn có thể cần phải có giấy phép mới làm được. Lái xe. Bạn đã trả lời xong và bây giờ chúng ta quay lại để xem kết quả. Câu thứ nhất, cho biết một thứ mà bạn có thể mua ở phi trường trong khi chờ lên máy bay. Bạn đã trả lời là xin gom. Để chúng ta xem có mấy người đồng ý với bạn. Khảo sát. Câu thứ hai, nếu điểm khác nhau giữa tennis và bóng bàn thì bạn đã trả lời là vật to hơn. Thì vật tennis to hơn, bóng bàn này bé hơn. Và chúng ta xem đếm. 20 điểm. Câu thứ ba, điều gì người ta thường làm để có thể dễ ngủ vào ban đêm thì bạn trả lời là nghe nhạc. Câu này tôi nghĩ là chắc là điểm cao rồi. Đoán như thế nhưng mà chúng ta xem nhé. Khảo sát. 34 điểm. Câu thứ tư, cho biết một lý do cụ thể để người ta uống cà phê thì bạn trả lời là tỉnh táo. Và điểm 34 điểm. Bạn đã ghi được 88 điểm, đây là điểm khá cao và chúng ta hy vọng rằng là bạn sẽ đạt được 100 điểm. Nếu một việc mà bạn cần phải có giấy phép mới thực hiện được thì bạn trả lời là lái xe. Khảo sát. 21 điểm, 109 điểm, tuyệt vời. Điểm khá cao, xin mời bạn trở về vị trí. Mời thành viên thứ hai. Chào bạn. Bạn sẵn sàng để trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội. Hồi nãy giờ bạn nghe đồng đội bạn trả lời như thế nào? Dạ, chỉ nghe tiếng nhạc thôi ạ. Đó là luật của trò chơi chung sức và bây giờ bạn trả lời lại nhé. Thời gian dành cho bạn 25 giây. Bạn có nhiều hơn đồng đội của mình 5 giây vì bạn phải thực hiện một việc khó hơn. Đó là không được đáp trùng đáp án với đồng đội của mình. Khi bạn trả lời trùng một đáp án nào đó thì bạn sẽ nghe tín hiệu nhắc nhở.
Tín hiệu đó báo rằng đáp án của bạn không được chấp nhận, bạn phải thay ngay đáp án khác hoặc là bạn nói cho qua. Những câu nào bạn nói cho qua tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Yeah. Bây giờ bạn tập trung trả lời nhé. Thời gian dành cho bạn là 25 giây, chỉ được tính sau khi tôi đọc xong, đọc dứt câu thứ nhất. Vì vậy bạn yên tâm về quá trình tôi đọc câu thứ nhất nhé. Cho biết một thứ mà bạn có thể mua ở phi trường trong lúc chờ lên máy bay. Gấu bông. Nếu một điểm khác nhau giữa quần vợt và bóng bàn là sẽ khác nhau về cái diện tích sân. Điều gì người ta thường làm để có thể dễ ngủ vào ban đêm? Ngâm chân nước nóng. Cho biết một lý do để người ta uống cà phê. Cho tỉnh ngủ. Nếu một việc mà bạn có thể cho tỉnh táo. Nếu một việc mà bạn cho tinh thần sảng khoái. Nếu một việc mà bạn cần phải có giấy phép mới làm được. Cảm ơn. Bạn đã trả lời không? Hơi tiếc là bạn bỏ qua câu thứ 5. Bạn không kịp thời gian câu thứ 5. Và bây giờ chúng ta quay lại xem. Đã có 109 điểm và hy vọng rằng 4 câu còn lại của bạn đủ 91 điểm để 10 triệu đồng thuộc về đội của các bạn. Câu thứ nhất, cho biết một thứ mà bạn có thể mua ở phi trường trong khi chờ lên máy bay, thì bạn đã trả lời là đó là gấu bông. Ta xem có ai đồng ý với bạn nha. Khảo sát. Mấy người? 23 người. Tuyệt vời. Chúng tôi cũng rất là bất ngờ. Ôi, đúng là nam giới chúng tôi không nghĩ tới cái điều này. Ở câu này, nếu mà bạn muốn đạt được số điểm cao nhất, đó là 32 người đồng tình. Số điểm đảo ngược, số điểm 23 của bạn. Yeah. Bạn trả lời là nước uống. Nước uống. Ôi, trả lời là nước uống. Có 32 người trả lời là nước uống. Câu thứ hai, nếu một điểm khác nhau giữa quần vợt và bóng bàn, thì bạn đã trả lời là diện tích sân. Sân sân quần vợt thì nó to hơn, hơn. Sân bóng bàn thì nhỏ hơn.